Chào các bạn, mình là Anh Đức, giảng viên dạy toán SAT. Nếu như các bạn đang có ý định đi du học tại Mỹ thì chắc hẳn các bạn đã từng nghe đến kỳ thi SAT hoặc là ACT. SAT là một kỳ thi được chuẩn hóa dành cho các bạn học sinh đang học phổ thông và đang có ý định đi du học tại Mỹ. Nôm na thì nó giống như là một chương trình thi đại học của Việt Nam vậy. Tuy nhiên thì để đạt được điểm cao trong SAT thì nó không phải là chuyện dễ dàng. Thông thường thì các bạn khi mới bắt đầu luyện thi SAT thì sẽ gặp phải nhiều vấn đề trong từ vựng trong phần tiếng Anh hoặc là từ vựng trong phần chuyên ngành toán. Trong video này thì mình xin chia sẻ với các bạn về 3 kỹ thuật giúp các bạn có thể tăng điểm của các bạn lên một cách tối đa trong học phần toán của SAT. 3 kỹ thuật này thì mình được đúc rút trong quá trình mình làm giáo viên cũng như là từ những kinh nghiệm thực tế của các bạn học sinh của mình khi đi thi. Bài thi toán của SAT thì tổng hợp kiến thức của toàn bộ chương trình toán phổ thông bao gồm hơn 20 chủ đề. Và tất nhiên sẽ có những chủ đề mà các bạn làm rất là tốt, nhưng sẽ có những chủ đề toán học mà các bạn chưa từng được gặp bao giờ. Cho nên là trong quá trình làm bài thì điều rất là quan trọng đó là các bạn cần lựa chọn những câu dễ để các bạn làm trước và chúng ta sẽ để lại những câu khó làm phía sau. Mình gọi cái kỹ thuật đầu tiên này là kỹ thuật dấu trừ và dấu cộng. Đơn giản là chúng ta có thể chọn lọc những câu dễ thông qua cái kỹ thuật này. Trong một bài thi thì chúng ta có thể gặp phải những câu dễ và những câu khó. Với những câu dễ mà các bạn có thể hoàn thành được thì không vấn đề gì cả. Nhưng với những câu khó mà khi mà các bạn đọc nó, các bạn có thể nhận dạng nó bằng cách như sau. Khi mà đọc các câu dễ thì các bạn sẽ rơi vào những trạng thái như là mình chưa được từng học cái chủ đề này bao giờ. Cái tiếng Anh trong cái chủ đề này quá là dài, trong câu hỏi này quá là dài và các bạn chưa hiểu điều bài đang muốn nói đến vấn đề gì. Hoặc là các bạn biết cách làm một câu hỏi này nhưng mà các bước làm của nó tốn quá là nhiều thời gian và chúng ta không nên ưu tiên những câu hỏi như vậy trong đợt đầu tiên khi mình làm bài. Chúng ta sẽ đánh dấu lại những câu hỏi này bằng cách là đánh dấu trừ vào ngay ở đầu của câu hỏi đó. Chúng ta sẽ không đánh cái dấu trừ này vào thân hoặc là vào cuối câu hỏi hoặc là vào các phương án A, B, C, D, E mà chúng ta sẽ đánh nó vào đúng số thứ tự của câu hỏi này. Điều này sẽ giúp ích cho các bạn khi mà lát nữa thôi khi các bạn hoàn thành xong tất cả những câu hỏi đó, các bạn xem lại tất cả những câu mà mình đã từng làm qua thì các bạn dễ dàng nhận ra được câu nào là câu mà các bạn chưa làm được. Sau khi mà chúng ta làm xong lượt đầu tiên, chúng ta có thể có tổng khoảng từ 1, 3, 5, 10 hoặc là 12 câu khó mà các bạn đang đánh dấu trừ. Thì sau đó chúng ta có thể chọn lọc được những câu dấu trừ nào mà chúng ta dễ làm nhất. Những câu dấu trừ nào mà các bạn có thể hoàn thành xong, các bạn hãy đánh nó thêm một gạch nữa và chuyển cái dấu trừ đó thành dấu cộng. Và khi đấy thì những câu có dấu trừ sẽ càng ngày càng giảm đi, đồng nghĩa với việc là các bạn sẽ càng ngày càng có điểm số được tăng lên trong bài thi của mình. Tất nhiên là ở phía cuối câu, cuối bài thì chúng ta có thể sẽ có khoảng đọng lại khoảng 1-2 dấu trừ mà chúng ta chưa được hoàn thành. Lúc này thì mình hiểu đó là những câu mà khá là khó với chúng ta rồi và chúng ta không còn thời gian để chúng ta làm phần này nữa. Thì các bạn có thể chọn phương án là chúng ta sẽ đoán phương án A, phương án B, phương án C hoặc là phương án D. Tuy nhiên thì chúng ta có thể yên tâm một điều rằng là với mỗi một thời gian trong quá trình các bạn làm bài thi của SAT, chúng ta đều ưu tiên nó cho những câu hỏi dễ nhất và những câu khó đó thì sau cùng nó sẽ là một cái số ít trong cả bài làm của chúng ta mà thôi. Chia sẻ với các bạn về một cách giúp các bạn có thể loại trừ được các đáp án không chính xác và tiết kiệm thời gian hơn trong quá trình chúng ta khoanh đáp án đúng. Thông thường thì các bạn sẽ chọn một phương án đó là chúng ta sẽ dùng cái dữ kiện của đề bài để giải ra một giá trị nào đó và chúng ta sẽ tìm cái giá trị đấy trong 4 đáp án ở phía dưới. Tuy nhiên thì cách này nó sẽ khá là mất nhiều thời gian với những câu hỏi mà có lượng từ vựng tương đối là cao, đặc biệt là trong các cái bài toán liên quan đến xác suất hoặc là liên quan đến unit hoặc là proportion. Kinh nghiệm của mình trong phần này đó là chúng ta nên coi 4 đáp án ở phía dưới là toàn bộ cả một đề bài và mục tiêu của chúng ta là chọn ra được đáp án đúng. Vậy nếu như chúng ta dựa vào dữ kiện của đề bài và mình thấy rằng là những đáp án nào mà chắc chắn không thể là đáp án đúng được thì mình khuyên các bạn nên gạch trực tiếp vào tên của đáp án đó ngay trên bài thi. Cái cách thức gạch này thì giúp các bạn có thể không ra được đáp án ngay. Tuy nhiên thì nếu như chúng ta có phải lựa chọn những cái đáp án còn lại thì chúng ta chỉ tìm được đứng những cái tập trung tìm những cái dữ liệu mà giúp chúng ta có thể loại được các đáp án này đi mà thôi. Không nhất thiết là cần phải giải ra hẳn cả đề bài phải được đáp án đúng. Lưu ý trước khi làm phần này đó là chúng ta không nên gạch vào trong nội dung của cái đáp án đó. Chúng ta cũng không nên gạch vào phía cuối câu của cái đáp án này mà các bạn nên gạch trực tiếp vào trong chính cái tên của cái đáp án đó để từ đó chúng ta có thể loại trừ tất cả những phương án sai và nhanh chóng khoanh vào cái đáp án đúng của chúng ta bằng một cách khá là trực quan.
Cái phương án này thì mình cũng mới phát hiện ra gần đây và mình đã chia sẻ lại với rất nhiều bạn học sinh. Tuyệt vời là cách này nó khá là hiệu quả để giúp các bạn có thể thay vì các bạn mất tầm khoảng 1 phút hoặc là 2 phút để làm một câu thì các bạn có thể chỉ mất tầm khoảng 5 hay là 15 giây cho một câu mà thôi. Đấy là mình nói với những câu hỏi nó dễ một chút. Vâng. Trong bài thi của SCT thì thường có những câu hỏi chùm 2 hoặc là chùm 3. Mình gọi là những câu hỏi chùm bởi vì những câu hỏi này thì có một đặc trưng là chúng ta sẽ sử dụng một dữ kiện để trả lời cho 2 hoặc là 3 câu hỏi đằng sau. Sẽ có những câu hỏi sẽ có những chùm câu hỏi 2 hoặc những chùm câu hỏi 3. Tuy nhiên thì tất cả những câu hỏi chùm này thì đều mình thấy là nó đều có một đặc trưng. Nó đặt cái vấn đề mà chúng ta được hỏi trong những câu hỏi này nó khá là phức tạp và nó có khá là nhiều từ vựng. Điều này là điểm yếu của chúng ta khi chúng ta mới bắt đầu luyện thi SCT. Và mình khuyên các bạn là khi các bạn gặp phải những câu hỏi chùm này, các bạn không nên làm nó ngay lập tức. Chúng ta hãy mạnh dạn đánh dấu trừ vào tất cả những câu này. Đánh dấu trừ vào ngay ở tên của cái số thứ tự của cái câu đó. Chúng ta sẽ không đánh dấu trừ vào phần giữa hay là thằng cuối câu, mà đánh hẳn vào những cái đánh hẳn vào tên của câu hỏi này. Với cái kỹ thuật này, chúng ta có thể nhanh chóng loại đi tất cả những câu hỏi chùm và dành thời gian ưu tiên cho những câu hỏi đằng sau. Những câu hỏi đằng sau sẽ có rất nhiều những câu mà các bạn có thể làm ngay lập tức và các bạn có thể lấy được điểm luôn. Còn những câu hỏi như thế này thì thông thường sẽ là câu hỏi mà chứa nhiều câu khó của bài thi. Và chúng ta sẽ ưu tiên là làm tất cả những câu dễ trước. Những câu khó như thế này chúng ta không cần thiết phải quan tâm. Hoặc là ít nhất là chúng ta có thể làm nó sau khi mà chúng ta đã hoàn thành được một lượt đầu tiên. Sau khi hoàn thành được lượt đầu tiên xong thì chúng ta sẽ quay trở lại để xử lý những câu hỏi này. Có nhiều trường hợp là những câu hỏi đầu tiên trong câu hỏi chùm này, ví dụ như câu số 37 ở đây, là những câu hỏi dễ và các bạn sẽ nhanh chóng để xử lý được nó. Tuy nhiên thì theo một cái đà, các bạn sẽ tiếp tục làm những câu hỏi ở đằng sau và rất nhiều khả năng là những câu hỏi ở đằng sau câu hỏi dễ kia lại là một câu hỏi khá là phức tạp và chúng ta sẽ không có nhiều thời gian để chúng ta có thể làm nó nữa. Nếu như các bạn ứng dụng cách kỹ thuật số 3 này để các bạn làm bài thi thì những câu hỏi khó các bạn có thể dễ dàng nhận ra được và các bạn có thể bỏ qua nó ngay và mình sẽ ưu tiên những câu hỏi dễ ở phía sau. Và khi đấy thì một cách khá là dễ hiểu, chúng ta có thể hình dung được lại điểm thi của chúng ta qua mỗi bài kiểm tra. Kỹ năng làm bài của bạn tăng lên, kiến thức tăng lên và điểm số các bạn hiển nhiên là cũng sẽ tăng lên. Ba kỹ thuật này thì tất nhiên là sẽ không giúp cho các bạn có thể đạt được điểm 100% học phần của toán, nhưng mình tin rằng là kể cả với những bạn nào đã từng luyện thi toán SCT có kinh nghiệm thì nếu như được ứng dụng cái kỹ thuật làm bài này thì khả năng mà các bạn đạt được điểm tối đa trong bài thi thì được tăng lên khá là cao. Còn với những bạn nào mà đang bắt đầu luyện thi SCT thì ba kỹ thuật này sẽ giúp cho các bạn tiếp cận với SCT một cách nó là dễ dàng hơn một chút. Chúng ta sẽ không bị cảm thấy hoang mang hoặc là bị áp lực quá nhiều về mặt kiến thức mà SCT mang lại. Và cuối video thì mình hy vọng rằng là những cái thông tin trong video này có thể mang lại cho các bạn một điều gì đó là hữu ích. Và nếu như các bạn cảm thấy là những thông tin này khá là hay thì hãy like, share và subscribe kênh video này để theo dõi những cái video tiếp theo của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Audio Jungle.